Hello các bạn, lại là Sơn Đẹp đây. Thì video này chúng ta cùng nhau thực hiện thao tác là thiết kế cái phần category bottom nhé. Thì mình sẽ trước hết mình sẽ demo cái sản phẩm mà chúng ta đạt được sau khi các bạn xem hết cái video này. Thì sản phẩm này mình sẽ làm cái phần này các bạn. Category nè, khi chúng ta hover và chuyển nè, khi người dùng bấm vào add thì nó sẽ hiện lên cái trang mà người dùng muốn. Khi chúng ta đổ cơ sở dữ liệu á thì không lòng vòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế phần cái category bottom này luôn. Ok, trước hết các bạn quay lại cái project của các bạn nha. Ở đây mình đã mở cái project của mình rồi. Trong cái file index, các bạn qua cái file index cho mình. Trong file index á, các bạn sẽ thực hiện thao tác là mình tạo cho mình hai cái comment là start carry bottom và end carry bottom để chúng ta thực hiện code trong đây, để chúng ta biết chúng ta quản lý code được hơn nha. Các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Bạn cho một cái hệ session cho mình nha. Và tiếp tục trong hệ session bạn cho một class có tên là carry bottoms. Ok, và khi bạn đã khai báo các class carry bottom rồi, bạn cho một cái hệ div dưới đây. Hệ div này sẽ mang class có hai mang hai class, nhất class thứ nhất là container cho mình. Class thứ hai á là class category bottom container. Mình khai báo như mình như vậy nha các bạn. Và tiếp tục á, bạn sẽ khai báo cho mình một hệ một hệ A. Hệ A này mình sẽ hack ra mình cho một cái class có tên là category bottom. Và tiếp tục các bạn sẽ ghi nội dung như sau, bạn sẽ ghi là thì chúng ta sẽ ghi gọi tiếng Anh luôn các bạn. Thì chúng ta học học lần lần cái tiếng Anh luôn nha. Ok. Còn bạn pass vào đây. Mình pass cho là cỡ khoảng 6 thằng. Và tiếp tục nha, bạn đổi cho mình là thằng width này là mình sẽ đổi là width line cho mình nha. Width line là thế giới động vật. Ok. Và tiếp tục bạn chữ là travel là du lịch. Và cái này á, mình sẽ là science technology thì bạn ghi cho mình nha. Ok, sau khi bạn đã khai báo cái nội dung cho mấy cái hệ A này rồi các bạn. Thì mình bấm Ctrl S nha, bạn bấm chữ roll clip bên đây. Bạn chữ roll clip bên đây này, bạn bấm chữ roll clip thì chúng ta chạy cái chương trình của chúng ta nha. Thì chương trình của chúng ta nó làm như thế các bạn. Hiện tại chúng ta là chưa CSS nên nó heo có trục nằm bên phía bên trái nha các bạn. Thì bên left thì chúng ta quay lại cái project chúng ta để chúng ta thực hiện thao tác CSS cho nó. Bấm vào đây và bạn bấm vào đây, chúng ta thu nhỏ lại chúng ta dễ quan sát hơn nè. Thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau, bạn qua cái file style set cho mình. Trong cái file style set á, bạn sẽ cho một cái class là một cái comment là start carry bottom và end carry bottom để chúng ta thực hiện thao tác code trong đây nha. Thì đó tất bạn sẽ cho một mình sẽ bắt đầu thực hiện thao tác CSS cho cái thằng category bottom này nha, cái cho C nó. Và chúng ta qua cái file size set này, chúng ta thực hiện thao tác CSS cho cái class này nha. Như các bạn cho cái padding. Cái padding thì chúng ta cho nó là trên dưới là 4 RAM, trái phải bạn thì bạn giữ nguyên như mình Ctrl S ok. Ok nè. Và tiếp tục á, các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau, bạn cho cái border top cho mình nha. Border top thì bạn cho nó là cái kích cỡ là 2 pixel và kiểu á là solid cho mình. Và tiếp tục á, bạn sẽ thực hiện thao tác như sau, bạn cho cái màu á thì cho nó va color range 900 cho mình. Ok, và tiếp tục bạn sẽ copy thằng này cho mình nha. Copy cái thằng ở trên đây 2 pixel solid va này, các bạn cần cho C nó. Và bạn xuống dưới đây. Và bạn xuống dưới đây bạn thực hiện thao tác sau, bạn cho cái pointer bottom cho mình và bạn bắt cái thằng mình vừa cấp trong đây nha. Để mình làm hai cái khung nha các bạn. Ctrl S nè. Mình sẽ làm cái khung này, Ctrl E các bạn. Mình sẽ làm cái khung này nha. Ok, thì tạm thời như vậy và tiếp tục chúng ta sẽ làm như thế nào? Mình sẽ xuống dòng, bạn xuống dòng Ctrl S cho mình và bạn xuống dòng bên đây và bạn khai báo cho mình một cái hàng nữa có tên là category bottom container. Thì chúng ta sẽ qua bên đây. Chúng ta copy cái hàng này cho mình nha. Category bottom container Ctrl C nó. Và bạn qua cái file size set cho mình để chúng ta thực hiện thao tác CSS cho cái class này nha. Thì trước hết á, bạn cho cái width thì bạn cho nó fit content cho mình nha. Và tiếp tục bạn cho display là kiểu read, bạn cho nó, bạn phân lưới nó. Và tiếp tục bạn cho nó kiểu, bạn cho nó là read template column, bạn cho nó là repeat nha. Repeat bạn cho nó là ba cột. Và kích cỡ cột nó là một FR đi. Và bắt cơ JS nó. Ok, hiện tại mình thấy nó dính nhau quá các bạn. Thì bạn cho cái wrap, bạn cho khoảng cách với cái cột thì mình cho wrap 1 RAM cho mình nha. Ctrl S. Ok, thì tạm thời như vậy. Thì chúng ta đã thực hiện thao tác là thiết kế xong cái phần bottom này rồi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thì ở video sau á, mình sẽ thực hiện thao tác là thiết kế cái future. Ok các bạn, hẹn các bạn ở video sau.